được mày không phải là không đâu anh em vẫn đang đánh đang đang, đánh là quá hay đấy anh em này có ba phụ trợ các kiểu này chém chú, chém chủng tới tấp luôn này quánh ok này xương sủng vui rồi xương kẹt quá Hãy anh nha, vâng, chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với cho mình nha Mình nhóm ở đây đây, Hôm nay anh em chúng ta lại quay trở về đó chính là kinh đô hội cả nhà nhá. Như vậy là chúng ta lại tiếp tục có kinh đội chiến rồi cả nhà. Để xem hôm nay là chúng ta sẽ uh, uh, có cái combo gì hay hay đi tấn công cùng với anh em nhá. Xóa đi cả nhà này. Ở trên đây thì các bạn thấy rằng là có những cái combo hay hay thú vị giống như kiểu là con uh, Balloon Rocket này anh em có thể chơi đó chính là chay con uh, Archer đi một cái chiến thuật cung thủ khá là tốt bên cạnh đấy nữa thì chúng ta có đó chính là thùng bộ xương nhưng gần đây thì anh em cũng biết rồi chúng ta có cái con đó chính là con thạch nhân núi ấy. cái con này cũng bá đạo nhưng mà nó hơi chậm một tí tí và gần gần đây nhất thì chúng ta sẽ có combo đó chính là bi kèm với lại những cái bình xương cả nhà này nhưng hôm nay nhóc hồ tê sẽ không đánh như vậy nữa cả nhà nhá nhóc hồ tê sẽ sử dụng cái chiến thuật đó chính là cái chiến thuật um, bình xương kèm với lại những con heo đi À, ở đây thì dư một spell thì à, đành chơi với lại à, một con à, m, sấm sét đi cùng anh em nhá rồi à, mình sẽ xét đi theo đó chính là bốn con barbarian rồi, để xem cái combo này thì nó có cái gì hay hay và chiến đấu cùng với em anh em luôn này uhm, cái bầy heo này thì lâu rồi mình không đánh là không biết là nó thả a à, thả bay 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 anh em ạ ờ ở, ở, hay đấy hay 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 nó làm choáng nữa cả nhà này nó làm choáng đấy anh em ạ, ừ, ok 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 ok, ôi oh, như vậy là chỉ có hai bình sấm, hai bình ấy thôi anh em ơi, hai bình thôi, anh em ơi, ui cái cái tháp ấy bắn đau thế, cái tháp gì bắn đau vậy, hay đấy má anh ơi, má anh em ơi hay quá kìa, hay phết này, con bo đánh được đấy, con bo làm choáng đánh rất là hay luôn, phiêu luôn, phiêu cùng anh em khán giả luôn cả nhà này, hay đấy anh em ơi. Ok luôn anh em ạ. À. Mỗi tội là ai dạ ai dạ ai da Đây 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 đây. Ui, Bảo con cọc uy ra mất rồi. Mm, tưởng hay nhưng mà cuối cùng là đâu đấy cũng cỡ tầm khoảng à. Ôi ôi. Không ai cho làm đúng không anh em? Không ổn cho anh em ạ. À. Không ổn cho làm anh em ạ. À. Nghe chừng khá là toang toang kiểu gì rồi. Ok. Ôi tôi chết rồi. Ờ, uh, quên không đổi combo rồi ờ, uh, vẫn chiến combo này thì nghe chừng uh, cũng khó khó nhá khó khó anh em ạ nhưng không sao đâu ừ, uh, đánh được anh nhà này làm choáng làm chủng các kiểu là điểu lên đánh khá là ngon ngon lành cành đào đấy anh em ạ uh, chiến 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 đây 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 bà ôi trời ơi ui càng tay đấy càng tay đấy má mình ơi mình thả càng tay đấy nó làm trắng từ từ đấy mà bạn bạn tình ơi bạn tình ơi nó làm trắng từ từ đấy mà và đấy mình định thả mấy con ba ba đấy anh em ạ nhưng mà nó 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 nó, nó cứ gọi là lộn xin ngộn tay hết cả lên nó, nó, nó. hơi lòng con nhà bà vòng một tí Đào. mấy con skeleton đâu triệu hồi ra các kiểu đi con mion này bắn rát nhỉ cả nhà nhỉ bắn rất rát luôn anh em ạ ó ó ó ó con tháp mion này bắn rát cực cả nhà nhá

mình nghĩ là có thể là có hai tơn anh em ạ hai tơn thì quá đáng lắm rồi một tơn thì không biết là có anh em nào chinh phục được hay không nhưng mà càng nhất là con tháp bom này nhỉ nếu như không có con tháp bom mình nghe chị ấy dạ. 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 à ấy à ai già ba 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 hay quá nhỉ ô ba ba một con ba ba ui ở đây rồi ui rồi ui rồi chạy nhanh chạy nhanh chạy chạy nhanh ui giời ơi ở đây có ba ba nữa anh em này mấy con ba ba này đang khuynh đảo luôn Ui giời ơi Sao lại chém chỗ đấy Đây mà Các tình yêu Ui giời ơi Cuối cùng hai to anh em kìa Ui. Đây rồi đây Ấy. dồi con này Ui, Ui. con này Nhanh 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 Ui <laughs> Mừng rớt nước mắt anh em ạ à. Wow Tên thứ hai anh em này Đúng là Cân tèm có thật thôi không không chơi combo này nữa đâu. Đây 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 Do thám bắt lại trăm anh em nhá. Wow. Nhà này thì dễ rồi anh em ạ à. Nhà này quá đơn giản rồi ờ, Anh em sử dụng cái combo cũng là xương sẩu Với lại cái gì gì đó Mình không, không, không biết cho lắm Có lẽ mình sẽ tung hai bình xương ở đây Cho thêm bình sấm xét vào đây chấm gió cùng luôn này Ô oh. Ba ba các kiểu luôn cả nhà Rồi Bom bay bom bổng các kiểu luôn anh em Nhà này quá dễ dàng rồi cả nhà Um, lại có cả thần chú xương phụ trợ các kiểu nữa thì ồ một trăm phần trăm là ba ba sao rồi này thì chơi mình này thì chơi mình này um, như vậy là còn ba tơn ba tơn thì sẽ cố gắng lia nhà này hai tơn thôi anh em nhá lia nhà này hai tơn thôi để chiến kinh đô một tơn úi rồi à, nhà này hai tơn nghe chừng hơi khó khó cả nhà thôi đành hôm nay không chiến được kinh đô rồi Uh, vẫn cứ trung thành cái combo này nhá anh em nhá, combo này hay phết đấy. Ok cả nhà, combo này cũng được. Mình thấy cũng khá là hay. Rồi. Có con uh, ấy đấy, có cái con uh, gì đấy? Ba ba và chém ố oh. Đà, chơi từ từ thôi. Cứ chơi từ từ thôi sao nào. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây. Rồi. Nhanh, nhanh 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 nhanh. Nhanh 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 heo 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 vào trong đây heo vào trong đây heo vào trong đây nào. Vẫn đang làm choáng tốt này. Choáng cực kỳ tốt luôn này. Đó. À. Trời ơi, hai con heo kia liệu ăn được không? Nếu như không ăn được thì cho thêm choáng vào nữa nhá. Này. Ui, bảy heo dưới anh em ơi. Càng đấy à, con gì đánh đau thế? Inter lâu một tia à? Ờ, Ồ, không phải Inter lâu một tia mà đó là Tecla siêu cấp cả nhà. Càng quá rát quá, rát quá. Vẫn phải có 33 đi đấy. Wow, như vậy là chúng ta sẽ 37% cái tôn thứ hai thì nghe chừng hơi có khó. khó. Uhm, còn hai tôn thôi nhá các tình yêu nha. Nào, để tôi xem nào. Để tôi xem là phát này sẽ là nhiều xương hơn Triệu hồi ra đi các em Góc dưới đây Góc ở đây Ra chưa ra chưa Ra đây Ra đây ra đây chứ Đây rồi Choáng Choáng chủng các kiểu là điểu đây anh em Vẫn có choáng chủng các kiểu đấy vẫn đánh được chứ không phải là không đâu anh em vẫn đang đánh đang đang, đánh là quá hay này, anh em này có ba phụ trợ các kiểu này chém chủ, chém chủng tới tấp luôn này quánh ok này xương sủng ui ơi xương kẹt quá xương kẹt quá anh em ạ ui ơi cái cái cái, cái combo này cái combo này mình đẩy rồi nó luôn khỏe ở cái tơn đó chính là cái tơn thứ hai anh em nhá cái tơn thứ hai đánh rất khỏe luôn nhưng mà cái tơn đầu tiên nó yếu lắm nó giống như kiểu là nó nó, nó là cái tiền đề ấy, anh em ạ à. nó là cái tiền đề để cho cái uh, tơn thứ hai ấy, cái combo này wow cái combo này các bạn để ý rằng là cái tơn đầu tiên Nhóc một day đánh chỉ ba mấy phần trăm thôi nhưng mà cái tơn thứ hai thì luôn là cái tiền đề cho cái uh, à cái con cái, cái tơn đầu tiên luôn là cái tiền đề cho cái tơn thứ hai rất khỏe luôn cả nhà nhá hai trận mình để ý rồi hai trận đều cái tơn sau đều bảy mấy phần trăm phê đấy nhá Phê chưa cả nhà này Mắc binh chưa anh em Bày heo như vậy là bầy skeleton còn lên đây chém Có con ba ba ở trên đây nó đang chém rồi Thoải mái luôn Không bao giờ sợ bị uh... Ui má, Sao lại chơi gì chơi chơi ngầu con nhà bà gầu thế Đùa ông là thủ Ông là thủ chơi Ông nào thủ chơi ối rồi ôi đấy Ông ba ba này bao giờ mới lủng được bức tường này đây mấy ông kia chơi thủ cay quá anh em ạ, à. một phút uh, đây rồi chắc phải cả đạo skeleton này sang nữa thì mới được này nhanh lên hội tụ nhau cái nào, nhanh lên, tất tay sang đi nào, trời ơi, phải thật đông, ui ơi, oh, oh. thật là siêu cấp, à, là siêu cấp này vừa ăn quả bom anh em ạ, à. hấp nó bom đâu này thì chơi chúng tôi này thì hít chúng tôi <laughs> vâng không phải chém gió đâu nhưng cái combo này rất hay cả nhà nhá nhưng mà chỉ hay ở cái tên đầu tiên à chỉ hay ở cái tên thứ hai thôi rồi như vậy là cũng đã hoàn thành mục tiêu đó chính là hai tên ở cái co nhà đấy ui nhà này thì uh, có lẽ là nhóc của T không không đánh được combo đấy cả nhà um, chiến thuật sẽ thay đổi một tí tí anh em nhá <laughs> rồi và cái căn nhà này thì uh, chắc chắn là nhóc của T cũng không thể nào chinh phục được ba uh, sao cả nhà nên là mình cũng sẽ uh, để dành uh, một món quà nho nhỏ cho anh em uh, đánh trận sau đó chính là mình sẽ uh, để lại một bình băng để lại một bình băng dành cho anh em nào đánh ở tơn tơn sau cả nhà, nhà nhá um, anh em nào đánh tơn sau thì sẽ có một bình băng uh, phụ trợ cho mấy con đẩy đường này vào để xem nó có bom hay không nhưng mà uh, hơi tiếc lại chẳng thấy quả bom nào cả <laughs> ok đây cả nhà này thường thường những cái căn nhà này người ta thủ nhiều bom lắm nhưng mà chắc là mấy căn nhà này người ta thủ hết bom ở trên uh, nhà kinh đô à nhà kinh đô người ta đẩy sâu cả nhà kìa tí nữa thì mình sẽ lém băng cho anh em uh, đẩy xem mình 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 đẩy được như nào đã cả nhà nhá nếu lém, lém băng sâu quá thì anh em cũng không đánh được vào thì lại phí mất bình băng ra. Ừ, rồi ok. Tiếp tục này, có thêm đẩy đường vào cho anh em này, mở 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 tường mà thành cho anh em này. Đây, nếu mà tí nữa thì mình sẽ lém băng ở lớp dưới này thôi. Chứ nếu mà được lém băng thì lém băng ở lớp này là ngon nhất này. Ok, ok. Ok luôn. Rồi vẫn còn barbarian cả nhà nhá. À vẫn còn uh... a chơ. này thì mình không không cầm đi theo ấy, mình không cầm đi theo nhiều bình sấm sét chứ nếu mà các bạn cầm đi theo nhiều bình sấm sét là các bạn cũng sẽ ờ uh... ờ uh... uh, như vậy là vẫn đẩy lớp tường này anh em ạ. Còn sáu cháp nữa thôi anh em. Ở đây cọc visa bắn rát quá nhỉ. Ok đấy Sắp hết rồi anh em ạ Như vậy là chắc có lẽ phải đẩy bình băng ở đây rồi Đẩy bình băng ở đây có khi là hợp lý nhất rồi. Ui không đóng băng được con Ôi giời lém bình băng xấu quá Món quà dành cho anh em mà đánh lém kiểu này thì thôi Ôi giời ông nhóc của tê ơi rồi Ông lém bình băng như này vẫn để lại con một tia thế kia Thì ông ông nhóc của tê này đúng là tội to chứ không phải là tội nhỏ nữa anh em ạ <laughs> Ông này ông đúng là ông ối trời ơi anh em ơi <laughs> Món quà của ông để lại như thế này Thì thôi thôi thôi, thôi tôi cũng chịu rồi Rồi Mong rằng sẽ kin được lốt uh, Cái đơn uh, Mấy đơn vị này anh em ạ Không được Ok cố gắng hết sức rồi anh nhá Thôi đi về anh em ơi Tổng kết lại thì uh, đứng vị trí số 2 anh em ạ 18.000 uh, vàng kinh đô bạn Phú Vip Pro đang là 19.610 Ok Rồi và video mình kết thúc tại đây nhá Cái combo đó chính là bình skeleton kèm với -E heo đánh khá là hay Nhưng mà tiền đề ở cái combo đấy thì mình luôn thấy rằng ở cái trận thứ hai anh em nhá Mình thấy rằng trận thứ hai luôn đánh rất là khỏe Nếu như anh em nào mà chưa có combo hay trên hội trường kinh đô ấy Thì chiến luôn combo đấy với nhau ở đây nhá Và giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn